Xin chào mọi người, hôm nay xin mời mọi người cùng mình tham quan khung cảnh lễ Giáng sinh nha mọi người. Mall này thì năm nào họ cũng trang trí rất là đẹp nha mọi người, mình rất là thích lễ Giáng sinh đi đi Melania Mall. Và mỗi năm họ trang trí mỗi kiểu khác nhau, rất đẹp. Kẹo đẹp quá hả? Trời ơi, giờ mê quá à. Quá trời cây thông luôn, dễ thương quá. Đẹp quá, nhìn mê quá à. Ồ, đây có cái thật cây thông gì mà giống như người khổng lồ quá vậy? Có hai cái chân nữa, lạ quá hả? Hả? Những cái cây thông này đặc biệt quá hả? Mỗi mỗi loại, mỗi kiểu khác nhau hả? Và những cái màu sắc của nó đẹp quá hả? Thiệt là đặc biệt quá. Ồ, rất là đặc biệt, rất là đẹp mắt, nhìn rất mê. Ở này nó đi lên đi xuống đó nè. Dễ thương Ô, cái này là cái gì? Cái bà Noel hả? Chứ không phải ông Noel hả? Cái này nhìn lạ quá hả? Cái này lạ quá. Đẹp không mọi người? Mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Cảm ơn mọi người. Xin chào.